Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho chương trình Tây Bắc chuyển động phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Yên Bái quan tâm giải quyết việc làm, đào tạo nghề, an sinh xã hội. Điện Biên đưa pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao biên giới. Nghệ thuật in hoa văn bằng sáp ong của người Dao Tiền tại Phú Thọ. Thông tin thời tiết sẽ có ở phần cuối chương trình. Ngay sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thời gian qua, công tác giải quyết việc làm mới gắn với đào tạo nghề và đảm bảo an sinh xã hội được tỉnh Yên Bái quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Trong tháng 10, tỉnh Yên Bái giải quyết việc làm cho trên 1.580 lao động, lũy kế 10 tháng năm 2023 giải quyết việc làm cho trên 20.000 lao động, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020. Ước hết năm 2023, giải quyết việc làm tăng thêm khoảng 7.000 lao động, đạt 110% kế hoạch. Công tác giáo dục nghề nghiệp được đẩy mạnh. 10 tháng năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh đào tạo trên 18.000 người. Qua đó, góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo 10 tháng năm 2023, đạt trên 67%. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm chỉ đạo. Ngành chức năng và các địa phương tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn triển khai đồng bộ các giải pháp, chương trình, đề án về giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm, giúp nông sản đến với nhiều thị trường và người tiêu dùng cả nước. Tỉnh Lào Cai duy trì hiệu quả các hệ thống truy xuất nguồn gốc, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quản lý chuỗi nông sản an toàn, khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các hệ thống để minh bạch nguồn gốc sản phẩm, tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử. Hệ thống minh bạch thông tin truy xuất nguồn gốc điện tử nông sản hiện có 104 doanh nghiệp, hợp tác xã với 328 dòng sản phẩm được minh bạch thông tin, rõ nguồn gốc xuất xứ. 198 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình với 346 sản phẩm đang tham gia hệ thống hỗ trợ xúc tiến thương mại và hệ thống phần mềm quản lý chuỗi cung ứng với 132 chuỗi sản phẩm nông sản an toàn được cấp xác nhận hỗ trợ quản lý giám sát chất lượng. Để nâng cao thu nhập cho người dân, cấp ủy chính quyền huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi diện tích canh tác kém hiệu quả sang trồng chè. Từ đó, cây chè trở thành cây trồng mũi nhọn trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn. Năm 2023, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ được giao trồng mới 30 ha chè. Đến nay đã trồng được trên 18 ha, đạt trên 61%. Được biết, người dân tham gia trồng chè được hỗ trợ hoàn toàn về giống, phân bón và tiền khai hoang làm đất là 15 triệu đồng một ha. Đến nay, toàn xã phát triển được trên 280 ha chè sa tuyết. Trong thời gian tới, xã Hồng Thu, huyện Sìn Hồ tiếp tục tuyên truyền, động viên người dân mở rộng diện tích trồng chè nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện hiệu quả công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã huy động mọi nguồn lực xã hội, tích cực triển khai chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết, tạo điều kiện cho hộ nghèo an cư vươn lên thoát nghèo. Năm 2023, thông qua kênh Mặt trận Tổ quốc, huyện Vị Xuyên đã hỗ trợ xây dựng được 29 ngôi nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng, đạt 145% kế hoạch. Được sống trong những ngôi nhà đại đoàn kết khang trang là cả một niềm mơ ước đối với những hộ nghèo, gia đình khó khăn của huyện Vị Xuyên nói riêng và các hộ nghèo nói chung trên địa bàn tỉnh. Mỗi ngôi nhà đại đoàn kết được trao sẽ giúp các hộ nghèo, cận nghèo có cuộc sống an cư, tiếp thêm động lực để họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và hơn cả là củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện biên giới Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã hướng về cơ sở tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, giúp người dân nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Là huyện vùng cao biên giới có 10 dân tộc, trong đó chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tập trung ở địa bàn vùng cao, đời sống gặp nhiều khó khăn, nhận thức về pháp luật còn hạn chế. Để nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, thời gian qua, cấp ủy chính quyền và các lực lượng chức năng trên địa bàn của huyện tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật đến người dân. Phòng cũng tham mưu cho ủy ban nhân huyện chỉ đạo, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan đơn vị và các xã là tổ chức đa dạng các cái hình thức phổ biến giáo dục pháp luật, như tổ phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp,
và qua cái trang thông tin điện tử của huyện, và đồng thời mà qua hệ thống truyền thanh, phát thanh truyền thanh của xã. Và bên cạnh đó thì thông qua các cái buổi tọa đàm và đối thoại chính sách pháp luật, qua các cái buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thì ý thức chấp hành pháp luật của người dân cũng đã được nâng lên. Một trong những biện pháp tuyên truyền mang lại hiệu quả nhất được huyện Mường Nhé triển khai thực hiện là tuyên truyền trực tiếp hay tuyên truyền miệng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề được bà con quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn. Công an xã Mường Nhé đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã Mường Nhé về cái kế hoạch mà tuyên truyền pháp luật, phổ biến pháp luật trên địa bàn cũng như lồng ghép đề án 06 của chính phủ. Thì như hôm nay thì công an xã về Ủy ban nhân dân xã tổ chức để tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm cũng như tuyên truyền cái đề án 06 để nhân dân để thu nhận và kích hoạt cái phổ biến từ mức 2. Từ đầu năm đến nay, Phòng Tư pháp và Phòng Dân tộc huyện Mường Nhé đã chủ động phối hợp với các xã và lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho cộng đồng các dân tộc thiểu số nói chung bằng nhiều hình thức phong phú phù hợp với tập quán nhận thức của người dân. Tuyên truyền pháp luật thì bà con cũng đã hiểu và được nâng cao ý thức nhiều hơn. Trong năm qua, huyện Mường Nhé đã tổ chức hơn 60 buổi tuyên truyền pháp luật với trên 15.000 lượt người tham gia. Nhờ làm tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết kịp thời hiệu quả các vụ việc, nên nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn huyện từng bước được nâng lên. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật in hoa văn trên vải bằng sáp ong được người giao tiền tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ sử dụng cho các trang phục truyền thống. Đây là nét văn hóa được đồng bào dân tộc nơi đây lưu truyền và gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong gia đình người giao tiền, con gái từ khi còn bé đã được dạy in sáp ong trên vải để chuẩn bị trang phục cho mình. Theo đó, cách lấy tổ ong, tách mật lấy sáp, lọc nước trong, rồi cô đặc, sấy khô và hóa lỏng đem in đều được truyền dạy cẩn thận tỉ mỉ. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn. Sáp ong khi đun nóng để in hoa văn trên vải phải có độ loãng cần thiết. Nếu đặc quá thì sáp ong không ăn vải. Nếu loãng quá khi in hoa văn sẽ bị nhòe, không đẹp mắt. Ông bà bố mẹ dạy từ lúc còn nhỏ, khi các bé gái độ 9-10 tuổi. Lúc đầu thì khó, nhưng làm vài lần sẽ quen, sẽ biết. Rất tự hào vì tự tay mình làm được trang phục dân tộc. Với người giao tiền, những hoa văn in trên vải, trang phục chính là cách thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ của mỗi người phụ nữ. Khi đi làm dâu, gia đình chồng và họ hàng nhà chồng chỉ cần nhìn vào trang phục là biết cô dâu có khéo léo trong gia đình hay không. In hoa văn trên vải rất kỳ công, làm một váy in hết một tuần, nhuộm một tháng nữa mới hoàn thành một cái váy. Những chiếc váy này được dùng trong những ngày lễ Tết, rồi khi làm dâu cũng phải có quần áo để mặc. Để tấm vải in hoa văn đẹp và rõ nét, khi vẽ, người phụ nữ luôn phải ngồi bên bếp lửa, chấm bút vào chảo sáp ong đang nóng đặt trên than, đưa tay họa từng đường nét trên vải. Khi kẻ phải giữ cho lượng sáp chảy đều, không loang lổ, cho đến hết rồi mới chấm bút vào sáp tiếp nét vẽ. Việc in ấn được làm liên tục, khi nào hết khổ vải mới thôi. Sau đó tấm vải sẽ được mang đi nhuộm chàm rồi đem phơi. Nhờ có sáp ong kết dính nên các họa tiết không bị ngấm chàm và hiện lên trên nền chàm truyền thống. Mỗi một tấm vải làm váy đều được in nhiều hoa văn khác nhau. Hoa văn hình tròn tượng trưng cho mặt trời, hình tam giác tượng trưng cho núi, hình rích rắc tượng trưng cho đường, cho suối, hình ngôi sao tượng trưng cho vẻ đẹp của bầu trời. Mỗi hoa văn một ý nghĩa, góp phần làm đẹp cho đời sống của người phụ nữ giao tiền. Ngày nay, dù các loại trang phục may sẵn trở nên tiện dụng và được ưa chuộng, nhưng với người giao ở bản Cỏi, xã Xuân Sơn, nghệ thuật in hoa văn sáp ong truyền thống vẫn được bảo tồn và gìn giữ. Những trang phục truyền thống với các hoa văn in bằng sáp ong đã góp phần tôn vinh giá trị và tạo được dấu ấn riêng của dân tộc giao tiền trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở bản Cỏi, xã Xuân Sơn. Bản tin dự báo thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm mùng 10 ngày 11 tháng 11 năm 2023. Lào Cai nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Điện Biên mây thay đổi, đêm và sáng không mưa, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ C. Yên Bái nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng,
nhiệt độ từ 24 đến 30 độ C. Lai Châu nhiều mây, đêm và sáng không mưa, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ C. Sơn La mây thay đổi, đêm và sáng không mưa, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ C. Phú Thọ nhiều mây, đêm và sáng có mưa vài nơi, trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Hà Giang nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, ngày trời hửng nắng, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ C. Tuyên Quang nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời có nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.